Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến với chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như tên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn nhà phố được các chủ nhà thiết kế full nội thất rất là đẹp. Nằm trên trục đường Quang Trung thuộc phường 10 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, sát với lại ngã 6 Gò Vấp. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 3,5m và chiều dài căn nhà mới lên đến 15m và được các chủ nhà đúc kiên cố một trệt và một lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có 3 phòng ngủ chính và mình có tới 3 nhà vệ sinh. Trong đó thì mình sẽ có phòng ngủ ở dưới tầng trệt để thuận tiện cho gia đình có nhu cầu cần phòng ngủ ở dưới tầng trệt thì rất là thuận tiện. Và với căn nhà mình thì đang có hướng là hướng chính nam của tràng thuộc mệnh ở Đông Tứ Trạch, và một căn nhà nằm trên một con hẻm thông của trục đường Quang Trung thuộc phường 10 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, thuận tiện với khách hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ tại nhà. Và đây là con đường hướng ngược lại của căn nhà, với căn nhà nằm trong con hẻm mà xe hơi cũng thể là di chuyển vào bên trong căn nhà của mình. Con đường thông rộng lên đến 4m phía trước của căn nhà, và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu các khách hàng về một căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Phía bên ngoài thì sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm trên pha kính cường lực 10 ly. Di chuyển vào bên trong một chút, mình sẽ có thêm một bộ cửa cuốn với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và bên trong sẽ là khu vực không gian phòng khách ở dưới tầng trệt. Và với sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính, hai bên tường thì cũng được các anh chị dán giấy trang trí và sơn cho mình những mảng sơn trang trí rất đẹp. Và mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa được các chị sắm sẵn để tặng kèm, cũng như là kệ để tivi. Và phía trên mình có quạt trần và có một cái tủ để giày dép ở phía bên ngoài. Và di chuyển vào bên trong một chút là mình sẽ đến với khu vực cầu thang căn nhà. Với cầu thang căn nhà mình thì được các chị thiết kế có hệ thống đèn led để mình di chuyển lên trên lầu rất là thuận tiện. Và với tay vịn được làm bằng chất liệu gỗ sồi, và lan can thì mình được làm bằng kính nha. Lan can thì mình được làm bằng gỗ sồi trang trí rất đẹp. Lan can thì được làm bằng sắt. Và di chuyển ở khu vực phía sau, mình sẽ đến với khu vực không gian phòng bếp cũng như là khu vực không gian phòng ngủ phía sau căn nhà. Và chỉ với giá hơn 4 tỷ là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp vừa mới được hoàn thiện xong và nằm ngay sát với lại ngã 6 Gò Vấp, cũng như là sát với lại trung tâm và sân bay Tân Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Và chỉ với giá 4 tỷ 780 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp đang có hướng là hướng chính nam phố tràng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và đây là không gian phòng ngủ ở dưới tầng trệt của căn nhà. Mình có cửa mở ra bên ngoài để gió và ánh sáng, tủ quần áo rất là rộng để bàn làm việc và kệ để tivi cũng như được anh chị đóng sẵn để tặng kèm. Và chỉ với giá hơn 4 tỷ là khách hàng sở hữu ngay cho mình một căn nhà có phòng ngủ ở dưới tầng trệt và có nhà vệ sinh dưới tầng trệt để thuận tiện gia đình sử dụng. Đây là khu vực không gian nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt của căn nhà. Bên ngoài mình có một lavabo để rửa tay. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian ở dưới tầng trệt để di chuyển lên khu vực lầu 1 căn nhà, đến không gian phòng ngủ số 2 và phòng ngủ số 3 của căn nhà. Và chỉ với giá hơn 4 tỷ thì quý khách hàng nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem một căn nhà được thiết kế rất là đẹp này, cũng như là một căn nhà được anh chị thiết kế mỗi phòng ngủ mình đều có nhà vệ sinh riêng sử dụng rất là thuận tiện. Với bề ngang căn nhà mình lên đến 3,5m và chiều dài căn nhà mình lên đến 15m và được anh chị đúc kiên cố một trệt và một lầu. Khu vực ở dưới tầng trệt thì anh chị thiết kế cho mình có một cái nhà vệ sinh. Khu vực lầu 1 thì phía trước mình có phòng master rất là rộng. Bên ngoài mình có ban công rất là rộng, cho nên được anh chị kê thêm cho mình có bộ bàn ghế mini và những cái lãng hoa trang trí rất là đẹp, và tủ quần áo 4 cánh để thoải mái cho gia đình sử dụng. Và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển sang không gian phòng ngủ số 3 của căn nhà. Đây là khu vực không gian nhà vệ sinh phòng ngủ số 3 căn nhà mình. Với không gian phòng ngủ được anh chị thiết kế rất là thoáng và rất là mát. Và lầu 1 này
Thì phòng ngủ phía sau mình sẽ có thêm một cái khoảng sân, được anh chị thiết kế mở cửa sổ ra bên ngoài để cho vào ánh sáng, cũng như là ở một cái khoảng sân để mình phơi đồ ở phía sau, rất là thuận tiện. Và chỉ với giá 4 tỷ 780 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là quý nhà hàng đã sở hữu ngay cho mình căn nhà đang có hướng là hướng đông nam, hướng chính nam, phù hợp cho hàng thuộc mệnh đông tứ trạch, và được các chị thiết kế rất là đẹp này, với không gian phòng ngủ rất là rộng. Một căn nhà nằm sát với lại ngã 6 Gò Vấp, sát với lại sân bay Tân Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cách sân bay Tân Nhất tầm cỡ khoảng độ 5 phút đi xe gắn máy thôi, và cách trung tâm thành phố tầm cỡ khoảng 10 đến 15 phút đi xe gắn máy, để quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà chỉ hơn 4 tỷ và tặng kèm full nội thất. Rồi, video nhà đất Hoàng Tiến đây chưa được kết thúc, hẹn lại quý hàng trong những video tiếp theo.